MLMS Bình Dương xin chào bà con cô bác với cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của MLMS Bình Dương ha. Ở đây MLMS thấy có hai vị khán giả đến viếng mộ của chú Du Linh nè. Chào con, chào cô. Dạ tối sáng đó cô. Dạ. Trời muốn bão em. Ở bên đây cô. Dạ. Đó, đối diện luôn đó cô. Đẹp không chị? Dạ. Hình như là mình cũng có mộ của người thân ở trong đây đúng không chị? Dạ. Dạ dạ, rồi tụi em cảm ơn chị với cô ha. Sao vậy em? Tự chống 24 góc mộ tụ ra. Em thấy không? Thấy vô lại lại cái chống tay dưới đây xong lại lại chống tay trên kia cái qua bên kia lại lại chống tay. Không mà cô này đánh đi hoài à. Tại vì hình tâm đấy em, lấy lọc phải chứ. Tại vì cô này có người, mọi người thân trong đây. Lên đi hoài à, 2-3 ngày, 3-4 ngày. Rồi vậy nha, nếu mà lên đây hoài thôi nha. Chứ nếu mà gì là anh Lộc cũng chịu đó. Có gì không gì. Nói tại lên đây hoài nha. Không có giải này với hoài, hai bà phụ này với chị này hoài. Cứ lâu lên với mọi người kia có người hoài. Anh Ngọc nói vậy thôi. Mới coi kìa, cậu mà có gì là anh Ngọc chịu hoàn toàn chứ. Trời ơi, cái bông này nó đẹp. Thơm quá Hải ơi. Xuất sắc luôn. Phải thơm rồi. Trời ơi, xuất sắc mãi đỉnh luôn kìa trời. Mấy người thường ta đâu có vậy. Anh thấy cái ông hết. Hả? Thì anh cứ quan sát vậy đó, anh không biết đánh giá sao cho nên anh mình cứ quan sát mình ghi hình lại. Bình thường ta vô ta chắp tay ta xá rồi ta đi vòng vòng thì thôi đúng không? Ừ. Chống tay xuống bốn góc mẫu lên thấy không? Giống như mà cái kiểu mà sư cô Diệu Hăng mà giọng gậy bốn góc mẫu. Đừng có gãy. Ừ. Để lát anh mở camera anh quan sát lại coi sao. Anh quay kỹ lắm. Chắc là cô xin vía chú rồi sao? Bắt đầu ở đây trước nè đúng không? Ở đây. Xong rồi lên đây cái là bên đó. Ừ. Bên kia là bên đó. Đóng bên đó bắt đầu bên đây quán này đi la. Rồi đầu bắt đầu có nói thôi về. Đi về. Đâu có chuyện gì mà tự tự nhiên vậy. Mà trời nãy cũng mưa đó ha, không lạ. Trời trưa rất là buồn ha. Hơi hoang vắng. Cái này em thấy sao sao nha anh đó rồi. Để lát anh phải tua lại anh xem mới được.
thử anh coi coi phải chống tay 4 góc 1 cậu không, xong bắt đầu cái đi ra về. Còn không hai anh em mình mà nghi ngờ nữa biết làm sao không? Lấy rượu nữa. Tại coi mình đăng cái clip này lên coi chú vô góp ý coi phải không? Đúng không? Góp ý coi phải không? Mà anh thấy lạ đó. Điện chống 4 góc 1 cậu cái bắt đầu cái bỏ ra về. Đó, giờ ý anh sao? Thấy gì sao? Ý anh hả? Thì nó nói chung là nó anh thì anh thấy cũng bình thường. Tại vì giờ hỏi anh Dông nè. Thì vô chống tay 4 cốc mộ cậu trong bỏ la về anh Dông thấy chuyện đó là sao? Bình thường không hay là sao? Chắc giờ mộ có nóng không mà. À giờ mộ nóng không? Ờ vậy nha, có gì anh Dông với anh Ngọc chuyện. Em biết lạ đó. Nên anh gợi có nóng không? Chứ em gợi em thấy mát á. Tại vì bữa nay đâu có nắng gì đâu. Chống tay cũng đây. Chống tay cũng đó. Mà 4 lần vậy đó. Giống như sư cô Diệu Hoàng nói lúc trước không? Giọng 4 góc 1 cậu phải không? Không biết nay sư cô làm gì ha? Sư cô chắc mất hay gì rồi. Hả? Mất rồi. Gì mất em? Không thấy lên là mất rồi. Mất tích hả? Lạ lắm thôi. À, anh Ngọc mới nói lên đây quá. Quá này. Hả? Con ăn đi, con ăn thử cho khán giả xem đi. Vậy quá mèo. Mộ của chú ban đêm mà có đèn á là sẽ giống như là 1000 ngôi sao lấp lánh. Chiếu mà. Đúng rồi. Nhờ có cái xà cừ này nè. Trời này đâu nóng đâu. À, sáng giờ đâu có nóng gì đâu. Ăn đi. À. Mắm sáng giờ đâu có nắng đâu nóng. Nhưng mà 2 giờ em tắt đi quay lại coi sao hải. À thử chú anh tua lại anh coi thử coi. Thì anh thấy vậy đó, anh thấy vậy nè. Đâu? Nhìn nè. Ờ. Bắt đầu có lên trên đó. À đây. Xa xa. Đúng rồi. Rồi không biết là có dùng mua mẹo không mình không biết, nhưng mà mình thấy sơ lại lạ quanh đây, đi vòng quanh đây. Ủa hải? Em nhớ đợt sáng mà một đoàn sư thầy cũng đi một vòng giống vậy không? Cũng đi vòng vô đây cái đi ra luôn. Trong đây nắm có xíu à, cũng lạ ha, nói chung là cũng thấy lạ đó, nhưng mà mình vẫn chưa phát hiện ra điều gì. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương cũng xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả bà con cô bác quý cô chú anh chị rất là nhiều ha. Bà con xem video nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.